Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của anh Bana. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn một video. Video này nói về chủ đề là có nên nuôi chó Samoy hay không? Những ai thích hợp nuôi chó Samoy và những ai không thích hợp. Thì video này mình xin gửi đến các bạn đang có ý định nuôi chó Samoy. Trong thời gian qua có nhiều bạn xem video của mình và nhắn tin hỏi mình về việc nuôi chó Samoy, cũng như là một số bạn lấy cái cảm hứng từ việc nuôi chó Samoy qua các video của mình mà các bạn đã mua những bé Samoy về để nuôi. Thì mình cảm thấy có trách nhiệm mình phải chia sẻ với các bạn trước là có nên nuôi hay không. Video này là một bài kiểm tra dành cho các bạn. Sau khi các bạn xem xong video này, mình tin chắc là các bạn sẽ đưa ra được quyết định là nên nuôi hay không nên nuôi. Mời các bạn cùng xem video nhé. Trước khi vào video thì mình muốn các bạn hiểu một vấn đề như thế này. Không phải chú chó Samoy nào nó cũng giống nhau, và không phải ai nuôi chó Samoy cũng đẹp. Những hình ảnh mà các bạn thấy trên mạng, trên video, những chú chó rất là lấp lánh, màu lông trắng buốt và to, gương mặt cười xinh đẹp được chia sẻ khá là rộng rãi trên mạng, trên YouTube cũng như là Facebook, thì đó là những chú chó đã được chăm sóc rất là kỹ, cả một quá trình chăm sóc cũng như các bạn thấy những video của mình chăm sóc con Sam như thế nào đó, về ăn uống, về chải lông, về spa và cách nuôi dưỡng đầy đủ, bổ sung dinh dưỡng thì nó mới to và nó mới đẹp như vậy. Các bạn phải nuôi đúng cách thì mới được như vậy. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế thì có rất là nhiều nuôi chó Samoy sai cách và không chăm sóc đúng với những cái nó cần, và kết quả là cho ra những chú Samoy rất là tội nghiệp, về bộ lông xấu xí hơn, không được trắng, lông lưa thưa, bị bệnh viêm da, cạo lông và rất là nhiều hình ảnh khác để mình đưa trên màn hình cho các bạn xem nè. Thì đó, các bạn phải hiểu được cái vấn đề như thế để các bạn chuẩn bị tâm lý mà chúng ta sẽ đưa ra những quyết định của mình. Sau đây mình sẽ đưa ra cho các bạn 7 lý do không nên nuôi chó Samoy. Lý do thứ nhất đó là nó rụng lông rất là nhiều. Các bạn là những người dị ứng với lông chó, những người rất là sợ lông chó, thì Samoy các bạn nuôi sẽ không thích hợp. Samoy nó có bộ lông gấp 3-4 lần những giống chó khác, lông dày, dài và nhiều lớp. Thì mỗi một mùa trong năm nó rụng lông rất là nhiều và rụng lông xuyên suốt từ ngày này qua ngày kia. Tụi mình nuôi Samoy thì tụi mình phải hút bụi mỗi ngày, chải lông mỗi ngày, chăm sóc mỗi ngày. Và các bạn cũng biết là tụi mình chăm rất là kỹ nhưng mà không thể nào mà xử lý hết tất cả các lông của nó. Trong nhà vẫn còn rất là nhiều nơi có lông của nó. Thì nếu mà các bạn cảm thấy dị ứng với lông chó, cảm thấy nếu mà lông chó nó rụng nhiều quá trong nhà mình không chịu được, thì các bạn không nên nuôi chó Samoy. Lý do thứ hai đó chính là giống chó Samoy là giống chó du nhập từ nước ngoài ở xứ lạnh, nên về Việt Nam cái nguy cơ mà nó mắc bệnh sẽ cao hơn so với những giống chó ở Việt Nam. Samoy nó sẽ dễ mắc một số bệnh sau đây, thứ nhất là bệnh phổi, ho, cảm, sổ mũi. Thứ hai là bệnh viêm da, bởi vì nó có bộ lông rất là dày, nếu chúng ta chăm sóc không kỹ thì sẽ bị bệnh viêm da. Thứ ba là các bệnh về răng miệng. Thứ tư là bệnh về lông. Và thứ năm là một số bệnh về truyền nhiễm khác. Thì Samoy nó sẽ rất là dễ bị mắc bệnh, sức đề kháng nó yếu hơn. Nên cái việc nuôi Samoy các bạn cần phải chăm sóc rất là kỹ. Một căn bệnh rất nguy hiểm của Samoy đó là sốc nhiệt. Bởi vì bộ lông nó dày và nó sống ở xứ lạnh. Nếu về môi trường Việt Nam vào thời điểm nắng nóng, chúng ta không có máy lạnh hoặc khi cúp điện, hoặc là một trường hợp nào đó chúng ta phải đi ra ngoài với chú chó vào buổi trưa, thì cái nguy cơ nó bị sốc nhiệt rất là cao. Đây là một điều các bạn cần cân nhắc và suy nghĩ. Thứ ba, đó chính là về chi phí để nuôi những chú chó Samoy này. Samoy thuộc vào cái giống chó to, giống chó cần chăm sóc đặc biệt, và song song với đó cái chi phí nuôi nó khá là cao. Trung bình chi phí một tháng mình nuôi con Sam là khoảng 2 triệu. Hồi lúc mới mua về thì rất là nhiều chi phí khác các bạn cần phải mua ban đầu, như là dây xích nè, chuồng nè, rồi những loại phụ kiện như là lược, dầu thơm, máng uống nước, máy sấy, tông đơ tỉa lông, sữa tắm, cắt móng, rất là nhiều chi phí ban đầu các bạn phải bỏ ra. Nếu các bạn là người có điều kiện kinh tế tốt thì ok, không vấn đề gì cả. Nhưng nếu chúng ta có điều kiện kinh tế chưa được tốt lắm thì các bạn cần phải rất là cân nhắc cái vấn đề này nha. Vấn đề thứ tư đó chính là chúng ta sẽ cần rất là nhiều thời gian ở bên cạnh chú Samoy của mình để chăm sóc nó, để bầu bạn cùng nó, chơi đùa cùng nó. Thì đối với một chú Samoy, chúng ta không thể nào để nó trong lòng suốt ngày được. Các bạn phải cho nó đi bộ trong nhà, ngồi chơi với nó, chải lông với nó, tâm sự nó, cho nó ăn, cho nó uống, cho nó đi vệ sinh, cho nó đi công viên, hoặc là chúng ta phải tỉa lông cho nó, rất là nhiều vấn đề khác. Thì Samoy đó là chú chó rất là thân thiện và nó cần có người bên cạnh.
nếu chúng ta đi làm từ sáng cho tới chiều mới về, chúng ta chỉ chơi nó được buổi tối chút xíu thôi thì thực sự là vẫn được thôi, nhưng mà không thích hợp để nuôi sa môi đâu. Các bạn cần lưu ý về vấn đề thời gian dành cho nó khá là nhiều đó. Một ngày thì trung bình các bạn phải dành cho một chú chó sa môi là trung bình ít nhất là phải 5-6 tiếng. Vấn đề thứ 5 đó chính là cái môi trường sống của chú chó sa môi. Nếu chúng ta có một ngôi nhà khá là chật chội, một phòng trọ nhỏ hoặc là không có máy lạnh thì chúng ta không thích hợp nuôi sa môi nhé các bạn. Sa môi nó cần một không gian có máy lạnh mát mẻ để lông nó được ra dài và đẹp. Nhiều người nuôi không máy lạnh vẫn ok, nhưng mà các bạn sẽ rất là hiếm thấy những người đó có chú chó sa môi có bộ lông đẹp. Hoặc là những người nuôi ở những căn phòng rất là nhỏ, phòng trọ thì nó chỉ nằm và đứng thì không thích hợp để nuôi sa môi các bạn nhé. Tiếp theo là thứ 6. Đây là một chú chó size lớn nên việc các bạn di chuyển nó sẽ rất là khó. Ví dụ các bạn muốn đi phượt với nó cực kỳ khó luôn nếu mà đi bằng xe máy. Nếu các bạn muốn chở nó về quê hoặc là các bạn muốn chở nó đi một quãng đường xa xa bằng xe máy rất là khó. Nó to, khó di chuyển. Chúng ta không thể nào ẵm nó trên mình như là những bé poodle hoặc là những bé mèo được. Chúng ta chỉ để nó đứng trên xe. Và cái khoảng cách thì nó phải có giới hạn. Chúng ta đi nhiều nó sẽ không chịu nổi. Bởi vậy khi tụi mình nuôi chó Samoy á, tụi mình muốn đi phượt rất là khó. Chủ yếu là phải gửi nó đi vào những cái khách sạn của chó cho nó ở đó 1-2 ngày rồi tụi mình đi phượt mới về. Mình không thể nào mang nó đi phượt chung với tụi mình được. Đó là một điều các bạn cần nên suy nghĩ nha. Và lý do cuối cùng đó là lý do thứ 7. Các bạn không nên nuôi chó Samoy nếu các bạn chỉ yêu ngoại hình của nó. Khi các bạn nuôi một chú chó, các bạn nhìn vào ngoại hình. Khi nó đẹp các bạn thích, khi nó không đẹp các bạn không còn thích nữa. Thì mình khuyên các bạn không nên nuôi Samoy. Samoy nó sẽ trải ra nhiều giai đoạn rụng lông, lúc đẹp, lúc xấu. Và có những lúc nó bệnh phải cạo sạch bộ lông luôn. Thì những lúc đó nó rất là xấu, nó xấu hơn những giống chó tai của mình nữa. Nếu các bạn chỉ yêu ngoại hình thì khuyên thẳng thắn là không nên nuôi chó Samoy đâu. Các bạn phải yêu cái tính tình của nó, cái tâm hồn của nó. Các bạn nuôi nó, các bạn mến tay mến chân, xem nó như một người trong gia đình thì mới nuôi được. Còn khi chúng ta chỉ cảm thấy là lúc nó đẹp, nó xinh đẹp, chúng ta cưng chiều, lúc nào nó gặp một vấn đề đó nào đó không được đẹp nữa thì chúng ta bỏ rơi, thì các bạn không nên nuôi chó Samoy nhé. Và sau khi xem những điều mình vừa trình bày với các bạn, nếu các bạn trả lời với bản thân là ôi, những cái vấn đề đó tôi chấp nhận được hết, những vấn đề đó tôi xem là bình thường, thì mình xin chúc mừng các bạn hoàn toàn có thể nuôi chó Samoy rất là tốt, rất là đẹp, và mình tin nó sẽ rất là phát triển và sống hạnh phúc bên các bạn. Còn nếu các bạn xem xong những vấn đề mà mình vừa mới chia sẻ, các bạn cảm thấy mình lưỡng lự, còn do dự, chưa đưa được quyết định, thì mình khuyên các bạn là hãy suy nghĩ lại thật kỹ đi. Các bạn chưa sẵn sàng để nuôi những chú chó Samoy này đâu. Và biết đâu khi mà chúng ta chưa sẵn sàng, chúng ta vẫn cố gắng nuôi thì những em ấy sẽ đạt kết quả không tốt, không có một cuộc sống hạnh phúc. Nếu các bạn đang do dự, chưa biết nuôi hay không thì các bạn hãy thử tham gia vào những group trên Facebook như là những group về chó Samoy, chó Alaska hoặc là những loại chó ở trên Facebook, có rất là nhiều group các bạn tham gia vào. Các bạn tìm hiểu xem người ta nuôi như thế nào, xem người ta có gặp những cái vấn đề gì không, tại vì trong đó người ta chia sẻ rất là nhiều, thảo luận rất là nhiều. Rồi từ từ các bạn sẽ đưa ra quyết định được chính xác hơn. Cuối cùng mình muốn tóm lại video này như sau. Mình muốn thức tỉnh tất cả những bạn đang có ý định nuôi chó Samoy, bởi vì các bạn thấy người khác nuôi đẹp và các bạn muốn nuôi như vậy. Mình muốn thức tỉnh các bạn là không có những chú chó Samoy nào giống nhau cả, và không có phải là ai nuôi cũng đẹp, và không phải lúc nào những chú chó Samoy nó cũng đẹp như vậy. Nó sẽ còn lớn tuổi, nó còn già, nó còn yếu, chân nó yếu, mắt nó mờ, răng nó rụng và rất là nhiều vấn đề khác nữa. Các bạn phải cần thời gian suy nghĩ nhiều hơn để các bạn có trách nhiệm với những chú chó. Khi các bạn quyết định mua thì các bạn phải có trách nhiệm với nó, phải chăm nó thật tốt, phải nuôi nó thật tốt, đừng bỏ rơi nó giữa chừng khi thấy nó không còn đẹp nữa. Mình hy vọng là với những chia sẻ của mình, các bạn sẽ có góc nhìn bao quát hơn về việc nuôi chó Samoy. Thật sự thì mình đang nuôi chó Samoy, mình thấy rất là thích về cái việc có được một chú chó Samoy trong nhà, mình nuôi, mình chăm sóc nó trở nên ngày càng đẹp, ngày càng thân thiện với mình. Video này mình không cố tình hay cố ý dìm hàng chó Samoy hay là đưa ra những cái vấn đề khó khăn để làm các bạn gọi là nhục chí không muốn nuôi chó Samoy, mà mình muốn cho các bạn có góc nhìn rõ hơn về cái người đã từng nuôi chó Samoy nhận xét như thế nào. Hy vọng là các bạn sẽ có quyết định của mình, nuôi hay không nuôi, đó là ở do bạn. Và cuối cùng mình cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy bấm like và chia sẻ để nhiều người được xem video này hơn.
Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!